cậu bé mồ côi sống cùng bà, được bà yêu thương chăm sóc, nhưng cậu không biết phụ giúp bà. Bà bệnh nặng qua đời khiến Đức Chúa hối hận. Ông Tiên hiện ra chỉ cho cậu cách giúp bà sống lại. Cháu hãy đến suối Tiên trên đỉnh núi kia, lấy nước cho bà uống để bà sống lại. Nhưng đường đi gian nan nguy hiểm lắm, cháu phải tự mình vượt qua. Cháu hiểu thôi ông, nhưng còn bà cháu đi xa như vậy, ít nhất cũng mất mấy ngày. Ê, ta hóa phép cho bà cháu hóa thân vào con chim này. Bây giờ, chú chim này và bà cháu là một, sẽ đồng hành cùng cháu trên đường đi. Nhưng cháu phải bảo vệ bà, nếu chú chim bị ăn thịt mất thì bà cháu sẽ vĩnh viễn mất đi, không hồi sinh được nữa. Cháu có hiểu không? Dạ, cháu hiểu rồi. Tích Chù, cháu đã về rồi. Bà ơi, cháu xin lỗi bà đã về muộn. Cháu sẽ đi tìm nước ở suối Tiên để cho bà trở lại thành người. Tội nghiệp cháu tôi. Thôi, chúc cháu lên đường may mắn. Ta đi đây. Cháu sao vậy? Cháu mệt quá bà ơi. Chúng ta ngồi nghỉ một lát. Chúng ta chỉ mới đi nửa canh giờ, còn chưa qua khỏi chân núi. Đường xa như vậy, biết bao giờ mới đến nơi. Bà có mệt chưa? Cháu của ta giỏi quá, biết quan tâm đến ta rồi. Nhưng giờ ta đói quá, không bay nổi nữa. Bà, mà chim thì ăn gì? Ăn trái cây chín phải không bà? Đằng kia có màu đỏ như trái cây, cháu cố gắng đến đó được không? Dạ, bà cứ để cháu đi. Bà ở đây chờ cháu một lát nha. Cứu tôi với. Cậu bé, làm ơn cứu tôi. Không chú mèo đến thì tôi chết mất. Hả? Cậu nói được sao? Cậu bị sao vậy? Chú mèo là ai? Mau giải thoát cho tôi trước đã. Đây nè, cậu có thấy cậu tơ trói chân tôi không? Tôi là Ếch, cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi. Tôi là Tích Chu, sao cậu lại sợ như vậy hả? Phải sợ chứ, đây là núi Thiên, vì có suối Tiên nên những con vật hoặc là biết nói hoặc là có phép. Vậy chú mèo là con vật có phép thuật, nhưng sao nãy giờ tôi không thấy chú mèo nào hết? Vậy rất có thể là chú mèo đang bắt được con mồi khác ngon hơn. Mèo thích thịt chim hơn là thịt ếch. Quay rồi, bà tôi. Nè, Tích Chu, mai mốt cậu có việc cần thì gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu để trả ơn. Ừ, tôi phải đi ngay để cứu bà tôi nữa. Một con chim béo tốt. Cứu tôi, có ai cứu với? Xin hãy tha cho tôi. Tôi là người quá thân, ông không thể ăn tôi được. Không, không được ăn bà tôi. Đây là bà của tôi, không phải một chú chim bình thường đâu. Xin đừng ăn bà của tôi mà. Bà ngươi, một con người lạc giữa núi hoang này. Wow, tốt lắm. Ngươi muốn thay con chim này làm bữa tối cho ta. Tôi là cậu bé Tích Chu, biết ngài là chú mèo vĩ đại, khỏe mạnh và giỏi giang. Trong khu rừng này có hàng ngàn con vật có thể làm bữa tối cho ngài. Xin ngài đừng ăn bà của tôi. Ngươi đúng là một cậu bé nhanh nhạo. Nhưng sao ngươi lại tới đây? Chúng tôi đang trên đường đến suối Tiên để bà uống nước suối và có thể biến lại thành người như lời của ông Tiên nói. Nên xin ngài thay cho chúng tôi đi. Ngươi lo cho bà ngươi quá ha. Vậy mà ngươi để bà ngươi bay một mình và rơi vào tay ta hả? Tôi đi tìm thức ăn cho bà tôi biết lỗi rồi.
từ nay tôi sẽ ở cạnh bà tôi như hình với bóng. Xin ngài hãy tha cho chúng tôi một lần. Tôi hứa sẽ làm bất cứ gì ngài muốn. Bất cứ gì ta muốn à? Thật không? Vậy được, ta sẽ tha cho bà cháu ngươi với một điều kiện. Dạ, thưa ngài. Ngươi phải đền cho ta một bữa ăn ngon khác, bắt cá ở suối Tiên làm thành món ăn cho ta. Khi xong, ngươi sẽ gọi chúa mèo để ta đến kiểm tra. Nhưng nếu ngươi dám tìm cách chuồn đi, thì ta dám đảm bảo bà cháu ngươi sẽ không sống sót rời khỏi núi này đâu. Dạ, tôi hứa. Từ giờ, cháu sẽ nghe lời ông tiên. Bà cháu ta sẽ không được rời nhau nửa bước. Được rồi, cảm ơn cháu. May mà cháu đến kịp á. Con mèo làm bà sợ quá à. Nhưng mà cháu định làm sao bắt cá ở suối Tiên? Cháu cũng chưa biết. Cháu chỉ hứa đại với chú mèo thôi. Đến lúc ấy ta sẽ nghĩ cách. Chúng ta phải tìm chỗ nào trú qua đêm đã. Đêm trong rừng lạnh lắm, cháu sẽ bị cảm mất.